rửa cho anh ha. Ừ. Anh thấy vô rửa chưa? Canh cho nó ngay giữa được. Chiều chỗ đây tưới nước. Chờ em chút nha. Chờ em ấy. Dạ. Thấy ngay không anh? Ừ. Thấy ngay không? Ngay, đẹp rồi. Yeah, beautiful. See. Beautiful. Rồi, chờ em chút nữa. Chờ em chút xíu. Chơi theo cây kiển nên ra mình không có lấy lá màu nha, lá màu là nó sẽ không có phù hợp. Mình sẽ làm đá xanh. Đó. Sẽ có một cái cây kiển tuyệt vời. Cái này tưới nước nó xanh lại à, tại nay mình mới mua nó có cái bọt xi măng nó còn. Ta ta. Rồi gấp mấy cái lá sạch đi. Rồi được rồi, quăng bên. Khoan, Nguyễn chụp lắm rồi. Đẹp quá người ơi. Thích quá đi. Vui qua đây. Cái bây giờ cục đá này nó đẹp hơn. Thích thật luôn. Anh muốn làm gì làm em lót tay em. Ồ, thêm một em nữa mới được. Bên này có thấy một chút xíu. Chút nữa anh tiếp đi. Tha thời gian. Ba. Ok, 1 2 3. Đổ mồ hôi luôn á. Khoan nha. 1 1 2 3. Rồi được rồi. Đứng đây, đứng đây. Xích ra chút. Ra nắng chút. Đứng ra nắng chút. Nắng bên này nè. Rồi ra ra ngoài chút nữa. Thấy nắng chưa? Ra chút nữa. Đây vô con. Ừ. Từ từ nha. Từ từ. Quay qua đây chút. Quay nghiêng qua đây chút.
Xe vô không? Nắng quá. Ok. 1 2 3. Khoan. 1. Qua đứng qua đây nè. Ừ được rồi, đúng rồi đó. Giơ cái cây cao lên để cho nắng ở đó, đúng rồi. Thấy thấy nắng mới thấy được nó. Đây vô. Được rồi. Cái thân này to anh hả? To. Không bỏ xuống giờ đâu to. Vì trước trồng cả năm trời ha. Cũng chút xíu. Chị này mình bỏ vô chậu này nó sẽ nhỏ lại. Mất sức. Phim không? Rồi. Đi qua đây cái này. Để nó đi, xe qua đây cái. Chỗ nha. Lấy gì vậy? À, lấy đi. Đây là cái cây đột biến. Lấy ra. Oh my god. Quá trời rễ, đỡ đó. Để hả? Đâu đưa lên đây, cầm cầm lên đây. Nhiều cầm lên đây chụp thành lắm nè. 1 2 rồi. Gì con? Bộ này mà phải làm nè. Quên nữa, cắt cái con nữa không? Ừ. Anh có cắt mấy cái con này làm để không? Cắt chứ, nè. Rồi, em bấm rồi. Phan, anh làm cái gì đây? Cho em quay gần chút xíu nữa. Quay. Chờ chờ. Thọc vô. Chờ chờ. Ngon. Thấy rồi. Ừ, thọc vô. Còn không là thọc dày. Cũng có được. Không, còn cái kéo ngang của mình đâu hả? Không, được rồi. Nè. Đó. Tata đẹp chưa? Một cây. Lấy cho em bự vậy thôi nha, nhỏ cứ để nó nuôi. Okay. Tại vì trồng nhỏ mấy lần rồi. Nó lên nó lâu lớn lắm. Mấy cái đó là nó lớn lẹ lắm. Cái đó là nó ra rễ là nó thành cây liền luôn. Còn mấy kia mình trồng tới mấy tháng rồi, giờ cái rút kinh nghiệm rồi, để cho nó từ cái mẹ nuôi qua cây con. Ừ. Xong rồi mình trồng lên nó lẹ hơn là mình trồng cái cây quá nhỏ. Nói chung là phải lách. Phải chua đấy. Cái lá này loại giống này cứng. Mà cái này nó đỏ đẹp lắm. Nó hồng, nó vàng, nó đủ màu. Chỉ có cái nhúng nó là không có đẹp bằng mấy nhúng kia thôi. Mấy thằng kia nhúng đẹp hơn. Thấy không? Rồi. Rồi, ba nói ba đếm cây hồi nãy clip thứ nhất. Ba không đếm cây, ba đếm luôn đi. Thôi, làm biến.
Em đếm cho 2 4 5 6 7 cây. 7 cây một giống. Một cây màu đỏ là 8 cây. 2 4 5 6 7 đúng không? Và 3 cây con, 4 cây con, 5 cây con, 6 cây con. Không, cây đó không cắt được. Mình này lấy luôn không? Ừ. Cây này nó dính ở đây nhỏ xíu à, cắt cũng chưa được cắt. Nhưng mà mình lúc mình làm rễ nó lên thân cây lâu lắm, nó non với lại nó dễ úng. Còn nè, nhìn nè, nhìn nè, quay ngay đây nè, dễ quay nè. Đó. Thấy không? Cây này thì nó đã già rồi nè. Nhưng mà này cũng chưa thuộc cao lắm anh ha. Hả? Này cũng chưa thuộc dạng cao lắm. Được rồi, cắt. Nhưng mà mình tại bây giờ chứ... nhiều quá rồi. Chứ thường thường mà lấy cái bự giống cái kia nó lẹ lên. Cái giống cái loại này mình nhiều quá rồi. Sao nó nghiêng qua vậy? Tại mình để nghiêng nãy giữa đây nè. Ồ. Nó bự quá giờ mình mới đắp mình trồng nữa. Thôi đợi đi, không sao đâu. Nó không có hư lá đâu, giờ nó cũng bự hết trơn. À bên này nữa nè. Nó muốn nó tự khép lại. Đó, nào cao cao là sững hết, còn càng ngắn ngắn để em muốn em làm tiếp. Đây, em cắt nhìn nè, nhìn nè, thấy đưa kéo không? Đó. Nè, thấy không? Hả? Thấy đưa kéo không? Nắng không thấy được đâu. Không thấy được thôi, nè đó. Không có phạm. Bây giờ anh đưa lên mới thấy, tại nắng nó vô nó hết thấy. Cái này mình cắt xéo để về cũng được. Còn nếu không vô lấy dao Thái Lan á, gọt lại. Nói chung là bây giờ không có trồng liền đâu, phải để cho nó ráo cái đuôi chứ. Thì đây nữa nè. Mới làm được. Em này cũng bướng quá trời. Được mấy cái con ta, mấy cái con. Em này bướng quá. Cái không xéo rồi nó đụng láng liền. Ấy da. Thấy không, cái này nó xét thì sao? Ừ. Đó, mình phải đẩy nó lên chút. Em đứng em thấy anh cắt á. Thấy không? Thấy. Thấy rồi được. Đó. Ừ. Đây nữa nè, một cái nữa thôi, xong rồi. Còn trong đó một cái nữa. Trong cái này anh mới để cái bên. Đây, cái này dễ nè. Cái này thì quá dễ. Nè, nhìn nè ha. Ừ. Chọc dao vậy, chọc kéo vậy cũng được. Đó. Đừng sát quá, không sao đâu. Nó khô rồi bỏ. Sát nó đụng cái lá. Đó, cỡ này là trồng là vừa rau rễ phát triển luôn á, vừa luôn á. Còn nó ngắn quá thì nó lên rễ mà nó yếu. Thôi ngắn á. Để cho nó đẩy thân lên đi. Còn nữa. Còn mấy người dài dài quá thì nó cũng khó lắm nha. Mấy người dài dài quá nó bị cái... Ôi, này nó múc trong đây sao cắt trời. Dễ nó lên. Dưới này có cái con nữa nè. Cái con đó cứ để đó, nó yếu xìu rồi bẻ ra chết luôn. Nó đồ giống như xà lách vậy, nó non. Rồi anh dỡ cái này được. Ra ngoài luôn đi. Anh bưng nguyên cái ra ngoài đó là anh cắt được rồi. Anh nói hay quá, nãy em quay anh kêu em bứng đi, bây giờ anh bứng đi đó. Anh bứng nằm đi. Trong đây nó khó, nó dướng, đẩy vô. Dỡ lên. Dỡ cái gì mà dỡ. Mọi ba dỡ lên. Giờ nó lá cái dính đây rồi, tôi mà đẩy mạnh nó gãy luôn. Đó, giờ anh cầm đi. Đó, anh đẩy được rồi đó, anh cứ cầm. Chờ nha. Cầm đi, cầm em chụp tấm hình nha, để anh biết là thế nào lễ độ. No, bây giờ em phải quay phim lâu lâu một chút. Để cho anh cầm. Để nãy anh cứ hối em cầm đi, cầm đi. Thôi chồng xong rồi cắt. Hả? Sao vậy? Đẩy xuống có thế nó gãy. Đây là hai cái con dưới nữa. Hả? Rồi cắt hai con ra đi, hai con này ở đây nè. Chưa. Lá trồng là cũng phải cắt á, tại vì hôm lấp đất lên nó cũng ấy. Nhưng mà nó non quá anh, thôi. Thôi em làm rễ đó nó cực khổ, okay. Trừ khi nó có rễ. Cắt cái này nè. Đó. Xa đâu, nó bự vậy mà, nó chết đâu. Hai, bốn, năm, sáu, bảy, được bảy cây con. Tám cây con, ô hu. Mà chưa cắt hết đó nha, cây dây nhỏ mình không có cắt. Khoan, em nói thiệt anh, nãy giờ em không có thấy luôn, chết rồi, lát nữa ba lây rồi. Nó bị nắng cá. Em đứng lên mới hết. Thôi, được rồi, ba muốn gì nữa không, 14. Bên đây còn cây nữa, mà nhỏ quá thôi. Thôi, đừng làm đó. Được rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Em thấy nó vừa rồi. Ây da, đẹp quá. Đây, cho coi chút là cái cây nó liên sẽ cho nó ra nắng hết. Là nó sẽ vàng. Đây, để cắt bỏ anh. Cái thân này nè. Em đang quay cái màu vàng. Để tôi tỉa xong cái này. Ý là anh che nắng rồi, nó không thấy đường. Tỉa rồi.
đây nè. Cái cây này giống lâu rồi ha, mà mình để đất nó không có lớn anh hả, nhớ không? Cây này là lâu hơn mấy cây kia nhiều, mấy cây kia cái con của cây này á. Mà cây này cũng đang lên cây con. Đó, cây này được cái là trồng ngoài nắng đẹp lắm. Tại cái đó mình che cái dù á, nó hơi mát. Bây giờ mình lấy lên thì mới muốn mình sẽ có vàng bắp cải màu này. Ha ha. Cực kỳ đẹp luôn. Nãy giờ anh chín cầm máy. Ủa cái mình cây mà biết cây nào nó già không, có cái thân đó. Chiếu cái thân trà bá cho biết là nó già. Ờ, kêu ba đi con. Đây cây con của nó nè. Một cái thân của nó là mình nắm cái tay vô là một cổ tay vậy nè. Đó, vậy nè, đó là cái thân của nó đó. Thấy không? Cái này là lá mưa đá thôi. Liên rất là thích cái đó, nó bự lắm. Nói chung là quay cho mọi người coi bãi chiến trường. Cây này ở đây này cũng là bắp cải mà Liên còn ở phía sau một vườn bắp cải nữa chứ không phải như đây đâu nha. Đây, cây này đang lên màu này bắp cải xoắn nha. Nó không giống cái thằng hồi nãy đâu nha. Anh, cái này là bắp cải xoắn anh. Nó xoắn 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 hơn đó, thằng đó nó diện ít quá ha. Nó bắp cải nhỏ nó xoắn. Đẹp không? Thằng này mốt màu đẹp lắm luôn. Chết rồi, này thiếu đất rồi. Này cho thêm đất lên trên để cho nó chịu lại, phải đất chặt á. Cái vàng này Liên mới làm. Từ từ nó sẽ đẹp lắm. Nói chung còn đang lựa cây á. À, một dĩ, hai dĩ. Con dĩ này mới muốn jelly bean nó sẽ đỏ hết. Ha ha, được hai dĩ. Dĩ này Liên mới làm lại nè, hôm bữa